Xin chào mọi người đã đến với video tiếp theo của mình. Video này mình lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn một cái app cực kỳ là ngon và mình sẽ tặng cho các bạn bốn cái code nha. Bốn cái mã code trị giá 110.000 nha. Và nó ngẫu nhiên này. Code thứ nhất là ngẫu nhiên từ 2.000 đến 10.000 này. Code thứ hai là từ 5.000 đến 20.000. Code thứ ba là từ 8.000 đến 30.000 và code thứ tư từ 10.000 đến 50.000 nha. Và hôm trước có một số bạn yêu cầu mình làm tặng code ở cái con web im 18 nha. Im 18 thì con đấy kiếm tiền khá là ngon và cũng đã rất là nhiều bạn kiếm tiền ở trên đấy rồi. Hôm nay mình lại tặng cho các bạn bốn cái code đây, thì các bạn sẽ nhập cái code này vào cho mình nhá. Và cuối video thì mình vẫn quay ram zoom rực rỡ cho anh em luôn nha. Ok, thì mình sẽ ghim cái code ở dưới phần mô tả nhá. Các bạn sẽ vào đăng ký con app này, và bạn nào mà chưa biết cách đăng ký thì mình sẽ để một cái link video hướng dẫn chi tiết các bạn cũng ở dưới phần mô tả nhé, các bạn có thể xem lại. Và sau đó là các bạn đăng ký tài khoản thành công thì các bạn sẽ chọn vào cái phần tài khoản này, các bạn đến đây nhập mã sự kiện, các bạn sẽ nhập mã sự kiện này cho mình nhé. Rồi sau đó là anh em có tiền thì anh em sẽ chơi những cái trò chơi ở đây. Chơi trò chơi thì nó rất là đơn giản thôi, cách chơi nó rất là đơn giản. Và đây thì mình sẽ cho các bạn xem cái lịch sử của mình nhé. Đây, hôm nay thì mình rút tiền nha. Hôm nay đây các bạn có thể thấy này, lịch sử chơi của mình đây nhá. Hôm nay mình có rút là 1 triệu rồi. Cách chơi nó rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần chọn chẵn hoặc lẻ. Và cái cách chơi của mình hôm trước mình cũng đã chia sẻ cho các bạn rồi. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn lại các bạn nha. Đây, ví dụ như các bạn chơi cái game này 50 gấp đôi này thì các bạn sẽ chọn vào đây. Và các bạn sẽ chọn mua ngay nhá. Nếu như mà các bạn muốn có ít tiền thì các bạn có thể chơi 2.000, có nhiều tiền thì các bạn có thể là chơi nhiều hơn. Ví dụ như ở đây mình mua 5 mã sẽ là 10.000 nha. Ok, chọn mua ngay này. Ở đây thì tiếp tục mình chọn là mua ngay nha. Rồi đến đây thì các bạn sẽ chọn vào là chơi trò chơi này. Rồi đến đây thì các bạn sẽ chọn chẵn hoặc lẻ nha. Ví dụ như ở đây mình chọn chẵn này, xác nhận lựa chọn này. Đấy, và bây giờ quay ra nha. Và vào đơn hàng này thì các bạn sẽ đợi cho cái số giây này nó chạy hết nhá. Nếu như mà các bạn thắng thì nó sẽ ghi hoàn tiền ở đây. Còn nếu như các bạn không thắng ấy, thì nó sẽ cho các bạn đổi điểm nhá. Và cách chơi thì rất đơn giản thôi. Các bạn cứ gấp thêm này nhá. Nếu như mà lần này mình mở 5 hộp trị giá 50.000. Nếu như mà mình không được hoàn tiền thì mình sẽ gấp thêm lên là 20.000 nhá. Còn nếu như mà mình được hoàn tiền thì mình vẫn lại chơi ở cái mức 10.000 này nhá. Đó, chơi rất là đơn giản và mình cũng làm một số video rồi. Con này nói chung là kiếm tiền cũng khá là ngon nha. Đây các bạn có thể thấy như vậy là mình được hoàn tiền nhá. Thì mình sẽ hoàn này. Và như vậy thì mình được là 19.600 nha. Đấy, cách chơi đơn giản vậy thôi. Còn nếu như mà các bạn muốn chơi tiếp thì các bạn chơi tiếp và các bạn mua nhá. Bây giờ các bạn mua 10.000. Ví dụ như các bạn mua 5 hộp mà các bạn được hoàn tiền thì bây giờ các bạn lại mua 5 hộp nhá. Còn nếu như mà các bạn không được hoàn tiền thì các bạn sẽ gấp thêm lên là 10 hộp, trị giá là 20.000 nhá. Chơi như vậy thì nó sẽ cái tỷ lệ thua của nó rất là ít nha, và kiếm tiền cực kỳ là ngon, đơn giản vậy thôi. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là kiếm tiền miễn phí bằng cái cách là chia sẻ nha. Đây thì mình sẽ cho các bạn xem cái mục đại lý này. Ở đây thì các bạn sẽ click vào mục đại lý nhá. Và đây cái hoa hồng hiện tại của mình đang có 92.000 này. Rồi các bạn muốn mời bạn bè thì các bạn click cho mình ở cái mục mời bạn bè này. Đấy, là nó sẽ sao chép cái đường link của các bạn nhá. Và các bạn chỉ cần đăng lên những hội nhóm có người theo cái link của các bạn chơi, các bạn sẽ có hoa hồng nhá. Và ngoài ra thì nó có những cái code, có những cái sự kiện rất là ngon thì các bạn mời bạn bè nó cũng đơn giản thôi. Và sang tháng sau thì mình sẽ lại tiếp tục xin cho các bạn bốn cái mã code mới để cho các bạn có thể nhập và kiếm tiền nhá. Ok, còn cái điểm mà các bạn nhận được, ví dụ như các bạn chơi, các bạn mua những cái gói quà mà các bạn không được hoàn tiền thì các bạn sẽ được cái điểm ở đây nhá. Ở đây, điểm ở đây thì các bạn sẽ đổi sang tiền mặt nhé. 10.000 điểm thì tương đương với lại 100.000 nhé. Các bạn có thể đổi về tiền mặt. Và min rút của con này thì rất là thấp nha anh em. Chỉ từ 120.000 thôi. Đây các bạn có thể thấy này. Bấm vào đây để trở thành đối tác của chúng tôi. Chỉ cần chia sẻ liên kết có thể kiếm 5 triệu đồng mỗi ngày nhé. Và đây nó còn có cái sự kiện là lần sạc đầu tiên. Có nghĩa là lần nạp tiền đầu tiên. Nếu như các bạn nạp 50.000 thì các bạn sẽ nhận được là 10.000 nhá. Và con web này thì mình nghĩ là anh em nên làm nhá, nên làm vào 50.000 để nhận 10.000. Còn chơi thì
Chơi thì các bạn nếu như chơi theo cái cách của mình thì auto thắng luôn nha, ít thua lắm. Tất nhiên là nó cũng sẽ có những cái rủi ro nhất định, nhưng mà chơi theo cách của mình thì mình thấy chưa thua lần nào nha anh em. Đây thì các bạn có thể lấy cái lịch sử hoàn tiền của mình này. Hoàn tiền được 20.000 này, hoàn tiền 80.000 này, hoàn tiền 100.000 này. Đây, hoàn tiền 120.000 này. Đấy, hoàn tiền 16.000 này. Mình chơi cũng khá là nhiều nha, thi thoảng thì cũng vào chơi giải trí nha. Ok, còn để rút tiền thì các bạn click vào phần tài khoản này, sau đó là các bạn sẽ chọn đến cái mục là rút tiền nhá, còn được gửi tiền đây. Thì nếu như các bạn muốn gửi tiền thì bạn click vào tiền gửi này. Ở đây thì mệnh giá thì chữ từ 20 đến 10 triệu nhá. Nếu như các bạn muốn gửi 20 thì chọn 20 này. Sau đó xác nhận nhá. Rồi ở đây thì các bạn có thể là chuyển tiền bằng Momo hoặc là các bạn có thể là chuyển tiền bằng Viettel Pay nhá. Cái mệnh giá 20.000 này thì chỉ có Momo và Viettel Pay thôi. Còn nếu như các bạn muốn chuyển ngân hàng thì các bạn sẽ gửi từ 50.000 nhá. Đây. Nó sẽ có chuyển khoản ngân hàng rồi nhá. Các bạn chuyển khoản ngân hàng thôi. Rất là đơn giản nhá. Ở đây thì mình cũng nạp tiền cũng cũng khá là nhiều lần đấy nha anh em. Ok, còn rút tiền này. Tiền các bạn click cho mình cái mục rút tiền ở đây nhá. Rồi, ở đây thì min rút của nó là 120.000 nhá. Và max này, max là 20 triệu. Ở đây mình còn hơn 1 triệu thì mình sẽ rút 1 triệu nhá. Chọn này. Sau đó rút tiền nhá. Và số dư mình nhận được là 974.000, chọn rút tiền này. Đến đây thì nhập mật khẩu nhá. Ok, ở đây các bạn chọn chắc chắn rồi. Và như vậy là mình đã rút tiền thành công rồi nhá. Thì bây giờ đợi tiền nó về tài khoản nhá. Khi tiền nó về tài khoản thì mình sẽ dừng video và quay ra zoom tặng quà cho mọi người nhá. Ok, như vậy là mình rút tiền cũng đã về rồi nha. Con này nó rút nạp rút tự động nên các bạn có thể thấy đây. Tiền về lúc 1 giờ 20 phút nha, 1 giờ đêm nha anh em. Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video cũng như là cái zip code mình sẽ ghim ở trên màn hình nhé. Các bạn nhập zip code vào để các bạn kiếm tiền nha. Bây giờ thì mình sẽ dừng video và quay ra zoom tặng quà cho mọi người nha. Ok, lấy video mới nhất nha. Video mới nhất của mình có 183 lượt bình luận hợp lệ thì mình sẽ chọn ra 3 bạn may mắn để tặng quà nhé. Rồi, ứng dụng này nó rất là nang nha, nó rất là chậm, mình đổi ứng dụng khác nhé. Ok, 172 bình luận hợp lệ mình sẽ chọn ra 3 bạn này. Bạn thứ nhất là bạn Oanh Cao này, bạn thứ hai nha, bạn thứ hai là bạn Tây Thi này, chọn ra một người nữa nhá. Bạn thứ ba là bạn Lâm Phan Nguyễn này. Ba bạn này liên hệ mình để mình tặng quà cho bạn nha. Anh em muốn nhận quà từ mình thì đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại một lượt bình luận, chắc chắn các bạn sẽ nhận được quà trên kênh của mình nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ mình nha. Bye bye.